Cá biển hấp hành, các anh chị nào có ăn thử qua chưa nè? Rồi con cá nó bự lắm, bà chị ở Nha Trang bà cho đó. Nhưng mà ở ngoài biển thì em gọi là cá biển nha, chứ em không biết con cá tên gì luôn. Các anh chị nào biết cá tên gì nói em nghe với. Đây là hành tím em băm để em bóp cá nè. Đây hành lá để chút nữa bỏ vô cá nè. Mà nhìn cái củ nó to ghê không? Đó thì cá em sắt làm hai, em cho nước mắm vô nè. Rồi em cho tí xíu bột ngọt, tí xíu đường, tí xíu muối và tiêu, rồi hành tím vô, rồi mình ướp đều nè. Đó, mình ướp cho nó thấm con cá rồi xong mình bỏ vào cái tô ha. Cái hành tím của mình hồi nãy còn á, mình rắc lên cái mặt luôn. Rồi mình cho tiêu lên nữa nè, tiêu xay ha. Rồi cái nồi nước á, mình bỏ cái dĩa vô vậy, mình bỏ cái tô lên. Rồi đó là gọi là hấp cách thủy nha, cho cá nó ngọt nó ngon nha. Rồi mình đậy cái nắp lại nè. Rồi mình bật cái lửa cho lớn hết watt luôn. Mình hấp chừng khoảng 30 phút ha là cá chín. Rồi để đó qua làm nước chấm nè. Đây là nước mắm cá cơm của em nha. Rồi em làm thêm nước mắm chua ngọt nữa để chấm cá. Ai chấm thì chấm, ai thích chấm món gì thì chấm nha. Các anh chị chọn giùm em 1, 2, 3 dở ra. Trời ơi cá nó chín rồi. Thôi em cho hành vô luôn nè. Đó nhìn hấp dẫn chưa. Rồi mình đậy nắp lại 2 phút là đã chín rồi. Đó tắt lửa đi. Đó là thành phẩm rồi của em. Bây giờ là ăn với cải cà rôn với dưa leo nha. Bây giờ em múc nước mắm ra nè. Em nhờ thằng trai nó cuốn giùm em cuốn nè. Đó nó bỏ cũng đủ thứ vô ha, đủ món luôn ha, để review cho các anh chị xem nè. Con trai cuốn vậy chứ nhìn nó cũng khéo ha các anh chị ha. Rồi đó bây giờ em chấm một miếng nè, em mời các anh chị và cả nhà ăn bánh tráng cá hấp cùng em nha. Xin mời các anh chị.